tin bản, phiên bản nửa chuộng để cho anh em. Với bạn HTL 416 skin bạc này, anh em được tặng thêm nhiều đồ linh tinh phết đấy. Dây sạc có sẵn nhá. Dây đeo, móc đeo xuống cho anh em này, kính mắt này. Một cái lọ được dạng như cao. Và đặc biệt nhất ấy, đó là cái chảo này. Skin thì kiểu lửa chùa nhưng mà dạng chảo bắp đi. Lại có cả đế để dựng chảo trên bàn nữa. Anh em kiểu gamer làm việc trang trí như chưa phết nhở. Và con này, trông thế thôi nhưng mà nó dài phết đấy anh em ạ. Đây, tôi đo được anh em này 1cm nhá. Tổng con này theo hãng báo tôi là 85. Nó là 80 anh em ạ. Còn cân nặng thử một tí em độ đầm chắc như thế nào để trước khi review và biết anh em nhở. Móc vào đây. Con này có khối lượng khoảng 800g. Với bản này thì toàn bộ cái body của nó anh em sẽ là nhựa ABS toàn bộ từ trên xuống dưới luôn, từ phần bán này, cúp này, rồi body này, rồi cốp này. Cái sờ cốp này có thể dung được anh em nhé, có thể tinh chỉnh dung được ở đây, nhưng nó chỉ dừng ở mức vui vẻ thôi. Và con này anh em có một cái silencer của nó được khắc hẳn chìm các ký hiệu và thông tin lên đây luôn. Rồi body trên dưới có thêm gì, có thêm này, phần này còn có thêm rail để cái lắp thêm phụ kiện này. Ví dụ như ở dưới anh em có một cái grip rồi đấy, điều chỉnh được thoải mái. Còn về phần body ở giữa thì sao? Body ở giữa, cái nắp kia nắp này tức là không mở ra được, nhưng không sao cả. Bù lại anh em ra có một cái skin bạc pha đen, trông cũng ra gì hết nhỉ. Còn về chế độ bắn của nó sẽ có hai chế độ bắn. Thứ nhất có thể là sạc auto liên tục này, tốc độ bao nhiêu tí anh em test. Và hai đó là anh em gạt về xếp đây, giật thành bắn cơ luôn đấy. Còn cái hay nữa của nó đó là gì, dù là dòng có phim viên nhưng vẫn được khắc chỉ các chế độ trong trường phép. Nào bây giờ mang đi test thử nhá, anh em cùng tôi xem hát cả bảng bằng cái đâu nhá. Thử chính xác hát cao bạc với cả đấu trên kia đi, chiến luôn ạ. Không tồi đâu anh em. Thử chính xác cả các bạn. Chủ đạo là sao? Úi giời, đường đạo đẹp quá nhở. Để mà nói lúc này tuyệt vời hay chưa thì tôi khẳng định là chưa. Nhưng mà để nhập môn chơi vui vẻ với trang trí trong nhà ấy, theo anh em còn điều gì để chê nữa? Sau tất cả những thông tin tôi cung cấp cho anh em, những bài test anh em đã xem, thì anh em hãy cho tôi một vài đánh giá và một test về em HK skin bản phiên bản lửa chùa như dạng phụ kiện PUBG này ở bên dưới cho tôi nhá.